Xin chào mọi người. Đây, đủ mọi người biết cây gì ạ? Đẹp đúng không? Trời. À, đây là cây lan ý nhá. Cây lan ý thủy sinh là nó được trồng bằng nước. Như thế này. Đẹp nước đây. Đẹp đúng không ạ? Cây lan ý này thì có tên gọi khác là bạch môn, hoa vĩ trắng hay là huệ hòa bình. Thì cái cây lan ý này thì được cái nguồn gốc của nó là từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ có mưa và một số nước Đông Nam Á. Và cái cây này có cây này á có chiều cao khoảng tầm 30 đến 100 cm, nhỏ lên cao từ 30 đến 100 cm đó. Nó mọc thành bụi này. Bụi như thế này. Mọc thành bụi như thế này. Và cái cuống lá mọc từ gốc. Cuống lá mọc từ gốc này dáng mạnh và nhưng mà lá của nó mạnh, dáng của nó mạnh khảnh nhưng mà vươn nó cao, vươn cao. Lá thì lá hình bầu dục. Mạnh, dễ thương, thanh thoát. Nhọn ở phần đầu, màu lá có màu xanh đậm và bóng. Đấy, mọi người quan sát được không ạ? Đấy, thì cái cuống lá của lan ý á, thì là đầu cuống lá có màu trắng hoặc xanh, có kiểu là nó xanh, nó trắng trắng này, trắng trắng xanh xanh này. Kiểu non non trắng trắng xanh xanh ấy mọi người. Đó. Và được bao bọc bởi các lá của hoa và cây lan ý nở này thì nở khoảng 3-4 tháng. Đây là cái hoa lan ý này. Đây là hoa lan ý nhá. Đó. Thì có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ và cây lan ý này có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau. Thì cây có thể phát triển tốt khi trồng ở ngoài trời, trong bóng rơm và trồng thủy sinh như thế này. Trồng đất, trồng thủy sinh. Đấy, thì cây lan ý này thì dựa trên các kích thước của lá thì cây lan ý được chia làm 3 loại chính. Cây lan ý lá nhỏ, cây lan ý lá vừa và cây lan ý lá to. Thì cả ba loại đều giống nhau về đặc điểm và thân lá. Đấy. Và cả hoa nữa đều giống nhau hết. Cây lan ý thì dễ nhận biết và trồng ở trong chậu thích hợp để trang trí bàn làm việc, bàn trà. Trồng xong nhà, trang trí nhà của. Đó. Cây lan ý này thì theo quan niệm của cây lan ý trồng như là một loại cây cảnh ấy, mang lại sự bình yên và nguồn năng lượng tích cực cho sức khỏe của mình và giúp cho gia chủ mình tránh được những việc không may suy rủi á. Ngoài ra thì ưu điểm của cây lan ý này thì là dễ trồng và sức sống của nó kiên cường. Cây lan ý này có biểu tượng là ý chí chiến đấu thì phát triển không ngừng và trồng cây này trong nhà sẽ giúp cho chủ vượt qua được những thử thách, thăng tiến trong sự nghiệp. Đấy là ý nghĩa của loài cây này trong cuộc sống. Còn theo phong thủy thì cây lan ý này hợp với gia mệnh thủy và mệnh kim. Từ đó thì cây hợp với từ đó thì các cây này hợp với cái tuổi như là 36, 96, 53, 2013 gì đó. Nói chung là tuổi này hợp với cả mệnh thủy và mệnh kim. Bên cạnh đó thì lan ý này cũng hợp với cả mệnh mộc. Thì bởi vì có màu xanh lá đậm này này. Màu xanh lá đậm này nên là đại diện cho mệnh mộc. Những tuổi mà hợp với cả
Lan ý tương đương như kiểu là cưới dậu nè, nhân thân nè. Thì cây lan ý này có ý nghĩa phong thủy tốt lành, nên là một loại cây được nhiều người dùng làm quà tặng cho những dịp lễ tân gia, khai trương, sinh nhật, để cầu mong cho gia chủ được may mắn. Thì công dụng của cây lan ý này ấy, thì là trưng bày cho sự biểu tượng cho sự thuần khiết và sự thanh cao. Cây lan ý được ứng dụng rất nhiều trong trang trí nội thất, ngoại thất, không chỉ mang lại sự vẻ đẹp thanh nhã, thanh tao, mảnh khảnh, còn tràn đầy sức sống. Và cây lan ý còn có tác dụng là thanh lọc không khí, để cho không gian trong phòng của mình thanh mát hơn, thoáng hơn, xanh hơn. Cây lan ý này sẽ giúp cho môi trường trong sạch, và bởi có cây này nên là tính hấp thụ nhiều loại cây khí độc, và cây trồng này rất thích hợp để trang trí trên bàn làm việc này, để có thể lọc bớt các sóng điện tử các sóng điện tử mà phát ra từ các thiết bị điện tử của mình, như kiểu máy tính, điện thoại hay là ổ cắm gì đấy. Thì cách trồng và chăm sóc của cây này thì như cái loại cây lan ý này thì nó thuộc họ đấy, và cây lan ý này rất dễ sống và dễ chăm sóc, tùy thuộc vào nhu cầu trang trí, và cây có thể để ở ngoài trời và có thể trồng trong chậu hoặc là trồng thủy sinh như thế này. Thì đất để trồng cây này là loại đất giàu dinh dưỡng và có khả năng thoát nước tốt. Gia chủ có thể dùng hỗn hợp gồm cát đất, đất xịt, sơ dừa và than bùn, và thêm các chất hữu cơ để trồng, trộn vào để trồng đất này, cây này. Vì cây lan ý này không chịu được ẩm cao, nên là khi tưới nước thì cần một lượng nước vừa đủ thôi, vừa đủ. Và không nên tưới thường xuyên, nên tưới nước mỗi tuần một lần. Và khi trời lạnh hoặc trời mưa có thể kéo dài khoảng thời gian là giữa tuần. Dần giữa mỗi tuần là tưới một lần. Đấy. Cây lan ý này sinh trưởng khá là tốt, nên là môi trường thiếu ánh sáng hoặc là ánh đèn huỳnh quang. Nhưng cây để phát triển mạnh thì cần phơi nắng vào buổi sáng ít nhất một tuần một lần. Thế là để cho cây có thể phát triển tốt đó mọi người. Đó. Thì cây trồng truyền thống là cây lan ý cũng thích hợp trồng với thủy sinh như thế này. Hoặc là mình sẽ trồng đất. Thì pha dung dịch cơ. Thì tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình là mình muốn trồng trong chậu nước như thế này cho đẹp, hoặc là mình sẽ trồng trong chậu đất. Đấy. Thì cây lan ý này thì giá bây giờ khoảng 120 cây này. Và cái tùy thuộc vào kích thước của cây và loại lá nhỏ, lá to, lá vừa, và được giao bán với nhiều mức giá khác nhau trên thị trường. Đó. Đấy là một số cái thông tin của cây lan ý này. Thì nhằm đáp ứng được nhu cầu của mỗi gia đình và mỗi người theo sở thích của mỗi cá nhân. Những cây lan ý mà được trồng sẵn trong chậu hoặc là thủy sinh như thế này, tùy vào chất liệu chậu và giá bán đó, thì cũng vừa tầm.
với ví tiền của mỗi gia đình không? Mọi người xem. Mm-hmm.